khổ lắm. Đây, Lương nhá, Lương nhá. Con Hà. Dạ. Tuần này 12 công. Cái chỗ nọ mày giật nóng chị trừ luôn, không trừ cả tiền phế. Cầm đi củ mốt này, gọi là có tí tiền thì nó tươi. Đến đâu chia đến đấy. Con Ngọc được cao hơn con Hà đấy. Nhưng mà trừ luôn tiền phế, trừ tiếp 1,5 triệu. Mày cầm cái củ vậy. 1,5 triệu tiền gì hả chị? Tiền gì? Tao chả hiểu mày làm ăn kiểu gì mà lại rách hết cả xịt của khách. Ôi giời ơi, phàn nàn không có trừ tiền tao, hôm nay tao phải trừ mày. Làm ăn thế mà giờ. Ok kìa. Ô kìa cái gì? Gương tẩy liếp bên này. Chị mày trước kia tiếp khách, tiếp đúng một thằng đấy, nó lưu manh. Nó đến, rõ ràng nó mặc mỗi một cái quần dài. Xong cuộc nó hỏi em có xịt anh đâu đấy. Eo. Thì bảo là anh mặc mỗi quần dài có xịt đâu. Nó bảo là này, rõ ràng nó mặc cái xịt đôn chè nó mới mua 2 củ. Thế tao mới làm thế nào? Thế đã công không như nó phải đền thêm nó tiền đấy. Dồi ôi, em nhục ơi, chó thế nữa. Đấy nó gọi là tai nạn nghề nghiệp đấy. Đấy, nhục lắm. Cứ trừ đầu trừ đuôi như này thì người nông dân biết phải làm nào. Mấy đứa chúng mày ấy, là kém hơn chế ngày xưa. Ngày xưa là không có điện thoại như bây giờ. Nhưng tao thừa khôn. Bây giờ có điện thoại ấy, chúng mày tốt nhất ấy, cứ phải chụp hiện trường. Bây giờ nó bảo nó cứ mặc cái xịt hàng hiệu để chúng mày đền để vỡ mồm à. Nó đi chơi không chúng mày à. Em dính một phát đấy. Còn gì nữa. Bây giờ con Lương rồi, con Hà với con Ngọc với này cả con Mỹ này thanh toán tí tiền ứng cho để u chiều đi lấy hàng mới về. Chỗ nọ của em thì là cứ để đấy, đây tiền huê hồng của chế cầm 2 lít cho nó vui, dịch giá thế này thôi. Tao lấy huê hồng làm gì? Cái tiền này mấy chị em chúng mày đóng vào một cái quỹ, gọi là cái quỹ gì nhỉ? Thiện nguyện. CV thân ái. CV thân ái là cái gì? Tức là KV thân ái. Ôi trời ơi, cái quỹ này là dành cho gọi là ngành, hiểu không? Quý ngành. Là thăm hỏi nhau ốm đau bệnh tật cái nọ kia. Hay thỉnh thoảng chúng mày đi lễ chùa rồi là chúng mày đi du lịch du liếc thì còn có quỹ. Hiểu chưa? Đúng rồi. Cái đấy là như thế. Còn tiền thì tuần này không đóng thì tuần sau nhớ phải đóng đấy. Không đóng thì mẹ lấy tiền đâu ra mà mẹ mở hàng bán cho các con à các con. Này con này lấy tiền rồi ký vào đây. Còn phải ký nữa. Chúng ta hãy quên ký vào. Đồ nhằng. Tiền đông là cứ phải ký đàng hoàng. Con kia nọ mua thẻ son bao nhiêu tiền? 6 củ ạ. Trời ơi, đúng là sang như đĩ, tiền không có để mua hẳn son 6 củ cơ. 4 triệu cha, đủ tiền mua cây son. Cái việc của mày ký vào đây. Lấy đâu ra tiền? Cầm tiền sau lại cãi. Thằng chó bây giờ ơi. Bốc họ vừa vào. Đèn thế không biết. Bày đặt để bốc họ để mua đồ hiệu. Đây còn 1,5 triệu về cái tiền quần xịp còn chẳng kêu đen đây này. Thôi. Ai mà bà sung quá. Một tuần kiếm được hơn 1 triệu thế là ác rồi. Úi dồi. Đây đây quỹ CV thân ái đây em cứ tạm giữ nhá. Ừ. Nào dùng thì đấy sau. Gì vào đây không này mình hay quên lắm. Quỹ này tôi giữ này. Đấy cho nó rõ ràng giấy trắng mực đen. Đó. Này giả con này bút. Thôi uống nước đi. Và tranh thủ và đi vợt xem chỗ nào có mà làm tí cũng con không chết đấy. Nói cả lúc như này lấy đâu ra. Cái nước chiều con gửi u nhá. Đi khách đây. Cái hãm này suốt ngày chịu. Thôi nó chạy xe dịch vụ. Có đồng nào nó cũng đưa đi mà. Trách lòng hờ hững với lòng nửa đêm uống để lạnh lùng bấy đâu. Ui rồi. Ui. Hả? Con Lương ơi. Mày hết gì? Sao lại mày cái gì? Thì con vẫn đi là về cái vấn đề hỗ trợ dịch vừa rồi ấy. À, thế lấy được tiền chưa? Thì ra được đồng nào đâu, mệt mỏi lắm mù ạ. Sao vào là bao nhiêu nhà được rồi cơ mà? Thì bây giờ con lên xã nha, người ta lại bảo con là bây giờ anh phải khai xem là anh làm ở công ty nào này, làm tháng lương bao nhiêu tiền này, tháng dịch vừa rồi có bị nghỉ làm hay không. Đầu đầu lắm mà bây giờ con làm xe ôm này thì con biết con khai làm ở công ty nào. À, nhỉ, kể ra cũng khó nhỉ. Bây giờ bảo được khai thủ tục như thế thì bố ai khai được? Thì bây giờ con khai con làm xe ôm rồi người ta lại bảo là làm xe ôm thì phải chứng minh là tháng 2 tháng đấy không chạy km nào. Là xe không chạy á? Vâng. Thế thì kể cả thế thì có cho tiền mẹ mày thì mẹ mày cũng chịu, mẹ mày khai làm sao được. Mệt khó quá. Thôi con bỏ cuộc ấy. Ơ mày, bỏ thì lại dở. Thế mình bỏ thế cái tiền đấy thì ai lấy, ai tiêu? Tiền của mình mà.
chờ được vạ thì má nó sưng lên rồi. Thôi. Ừ, kể ra mấy cái thủ tục lằng nhằng thì cũng khổ. Nó lằng nhằng lắm. Nếu cứ vào kiểu già cả như U mà đi lấy tiền chắc U chịu. Mà đồ này U có phan con lôn để nào ông bảo phan con ấy. Thỉnh thoảng cũng làm một hai giấy để tiêu nhưng mà có trúng đâu. Xong rồi là Covid, cô viết thành ra là cứ ngồi quán ấy cả ngày. May là có chúng mày nó đỡ buồn một tí. Đây là con. Ờ, hay là nếu không con nào đẹp không bà con. U mày chung một con nhé. À, ơi chú Hoàng Anh à. Đây, chế đây. Cho gọn gọn cái hàng nước vào nhé. Chị em phụ nữ người ta nói là chế lấn chiếm vỉa hè ghê quá đấy. Chú thông cảm. Tôi biết đấy. Thế mà Covid thế này không bán hàng thì lấy đâu ra để mà chi phí. Còn chẳng qua là bà con thỉnh thoảng thôi, có cái lúc là đông là người ta ngồi dề ra vỉa hè một tí. Chứ không phải là tôi không biết đâu. Mình cho chén nước đây. Này, thì tình hình là cái hỗ trợ bà con tới đâu rồi? Thì đây, vẫn sổ sách đi cứu gói cứu trợ cho bà con các hộ nghèo đây. Thế à? Bà con phấn khởi lắm. Phấn khởi à? Thế ừ, có thật không anh ơi? Sao lại không thật? Okay. Thế đi bà con các hộ nghèo được là nhận tiền hỗ trợ thì làm sao chả không phấn khởi lại còn có thật vui không? Quá thế nhỉ? Vui quá luôn. Phường này thích nhỉ? Em chả thấy phấn khởi tí nào. Sao thế? Thì ở quê em đấy. Thế... em lên làm cái giấy tờ hộ cận nghèo mà người ta bảo là không có cận nghèo cận ngủ gì hết. Về đi. Thế là về luôn. Về 2 ngày làm cái giấy tờ để nhận gói tiền hỗ trợ nhưng mà đã được đâu. Thủ tục nó lòng hoàng nhưng chị. Mà thấy bảo mày có xe máy rồi thì mày phải nhường cho những người chưa có chứ. Ừ đúng rồi, có xe máy rồi còn gì nữa. Xe máy là hay hơn người không có xe máy rồi gì nữa. Chứ xe máy là không phải hộ cận nghèo à? Xe máy nhưng mà ở nhà em nuôi những 6 miệng cơ. À, ừ, kể ra nó cũng hoàn cảnh đấy. Thế mà thực ra nhá, tôi thấy ở phường mình là làm là vẫn tốt đấy. Mà việc nó đâu ra đấy. Nhưng mà ở một số nơi hôm trước tôi đọc báo là còn chết dở cơ. Có cái trường hợp là hộ nghèo hay là với cận nghèo thì này toàn của nó nhà cán bộ thôn với này xã. Đâu đâu mà liên thuyên thế? Liên thuyên cái gì, đọc ở trên báo chính thống ấy cũng phải đúng. Chế cứ nói linh tinh. Linh tinh cái gì? Tôi đọc ở trên báo hẳn hoi đàng hoàng nhá, nào là anh của ông trưởng thôn này là hộ cận nghèo này, cháu của ông phó chủ tịch xã này là hộ nghèo này. Thế nên chả thế chứ đâu phải ở đâu chứ. Ở trên người ta đề nghị xuống thì người ta cứ thế người ta nhận, người ta biết làm sao được. Biết nhưng mà nó không rõ ràng và không đàng hoàng như ở phường mình. Chính vì thế thì nó mới dây xảy ra những cái chuyện mà người ta mới phản ảnh chứ. Chứ ở đâu mà cũng tốt như phường mình thì còn nói làm cái gì. Ông này đi xe ôm tôi biết. Ok. Thế nhưng mà 2 ngày về có lĩnh được đồng nào đâu. Nhiều khi nó có những cái nó phải bất cập. Có những cái là chú may ra là chú phải đi sát dân thì chú còn biết. Và chú còn phải là ở phường mình nó còn tốt. Chứ còn chú đi vào một số nơi nó đâu phải được như phường mình đâu. Đấy. Cũng được phải chịu khó đi suốt ngày đấy. Mà cái thằng này ấy, thế bảo rồi, tốt nhất ấy là mày đi vào cái xe ôm công nghệ như cái thằng Vương hói ấy. Thì giả sử có cái trường hợp gì đó thì công ty hỗ trợ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì giả sử như là vừa rồi là xác nhận chẳng hạn, thì công ty họ xác nhận cho có phải ổn hơn không, dễ hơn không? Ừ đấy. Chú công nhận không? Đúng rồi. Thế bảo nó mấy nó lần gò bó lắm ơi. Thì đương nhiên vào đấy nó có khuôn mẫu thì đây, nó phải đây. Gò bó. Mày lại cứ chạy cái xe ôm mới chở đến 6-7 người thì ai chứng nhận cho mày được mà. Ừ. Chính ông còn vi phạm ấy chứ. Thôi uống nước đi. Cho con chén nước U ơi. Ờ, trà đá. Vâng vâng, cho con cốc trà đá đấy. Năm nay tình hình có khi nắng hơn mọi năm đấy nha chú mày nhé. Vâng, nắng đấy U ạ. Đây. Từ cái ngày mà vào cái hội gọi xe Việt này, ngày thế nào em? Ngày á? Ngày vẫn 24 giờ anh ạ. Anh hỏi là ngày mày thu nhập thế nào ấy? À thì có khách gọi thì em có thu nhập, mà chả có khách gọi ngồi đây uống nước với U thì chả có thu nhập. Thằng mày nói thế thì hòa vốn à? Ý nó hỏi là một ngày mày kiếm được bao nhiêu tiền? À, một ngày con kiếm được vài trăm U ạ. Ui dồi. Vài trăm cơ? Vâng. Cao ghê chứ. Cao ấy chứ. Này, hôm trước người ta chả nói đấy,
mày để tham gia vào cái dịch vụ gọi xe Việt này là được đấy nha con nhá. Tao thấy là cũng hợp lý mà có thu nhập cao. Hợp lý luôn đấy. Cao ấy chứ. Ừ. Này em ơi, nhưng mà đăng ký có dễ không? Dễ. Dễ lắm. Dễ. Nếu mà anh thích thì em hướng dẫn anh đăng ký là anh sử dụng được luôn. Sử dụng được luôn cơ? Vâng. Cũng tiện đấy nhỉ. Quá tiện quá luôn. Hay này. Nếu như U mày mà còn trẻ nhá, U cũng cài đặt một cái dịch vụ này. Thỉnh thoảng lúc bán nước thì mà có khách nhà tao vẫn đi bình thường. Ừ, nhất đấy U ạ. Kiếm thêm tí. Kiếm thêm được đấy. À nhưng mà U ơi, bây giờ cái dịch vụ này chỉ chở được một người thôi, chứ con chở toàn một lúc 5-6 đứa thì chở làm sao được. À ừ nhỉ. Ừ, cũng dở đấy. Mày này toàn buôn cua ghẹ đấy. Dở mày, U ạ. Mày chở lên một đứa để có mà lõm mà bất tiện. Ừ. Mà công an có khi còn bắt cho vi phạm. Chết đấy. Chào chế. Ôi này con đang có việc gì đấy? Ui dồi, em vừa đi ấy các hộ nghèo về đây này. Ờ, xong hết chưa? Chưa xong hết. Tình hình phường mình thế nào? Có trường hợp nào mà lại nhầm lại trao vào cho cái hộ nghèo mà nhà biệt thự với có nhà tầng không đấy? Chế cho em chuyển yêu thì làm gì có. Chỉ có em nghe thấy các chỗ là, tức là nói chung là nhà người ta chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong không có cái gì đâu. To đùng thế thôi, nhưng mà trong không có gì, toàn vay mượn hết đấy. À. Phường mình thì không có trường hợp đấy đúng không? Phường mình không có. Ừ rồi, thế thì tốt đấy. À, hóa ra là chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi U ạ. Đúng rồi. Anh nói thế là em hiểu rồi. Cái xe máy của em là cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Đúng rồi, vỏ thế đấy. Thằng này là mày là giàu giả đấy, nhưng mà là nghèo thật. Nhưng mà con có được công nhận hộ nghèo đâu. À ừ nhỉ. Thế sao lại thế nhỉ? Vì là vì cậu có vay mượn nợ lần đâu mà cậu được nghèo. Cứ phải vay tiền mới được hộ nghèo á. Thế thì mày phải vay nhiều vào, phải nợ đầm nợ đìa ra thì mày mới được hộ nghèo chứ. Sao lại thế U? Nhạc nhí. Để ông Hoàng Anh ông vừa nói thì tao biết làm sao. Thì đấy, không thấy người ta có đùng các thứ, mọi thứ, tức là nhà cửa rồi là tài sản các thứ, nhưng mà toàn người ta đi vay mượn đây. Vay mượn đi. Tức là rông tuếch à? Rông tuếch. Tức là giàu là rông giả. Rông giả đấy. Thế tôi cứ nghĩ cái xã hội này buồn cười. Ngày xưa người ta chỉ mơ ước là giàu thật, mà bây giờ có nhiều ông giàu thật thì lại thích giả nghèo, mà nhiều ông nghèo thì cứ giả vờ mình, cứ thích mình là giàu thật. Cứ đánh lươn lại là thế nào ấy nhỉ? Nực cười thật. Nực cười thật. Tôi chịu. Chào hết cho các trò, các ấy chưa, khu chưa? Chào hết, gần hết rồi. Ừ. À mà là chế này, chế là cũng được trong cái diện hộ nghèo đấy, là vì tôi cũng châm trước cho chế là gái độc thân. Thật á? Ôi trời, U này. U mà cũng được hỗ trợ nghèo. Thế chúng mày phải mừng cho U rồi. Mừng quá nhỉ. Này, thế bây giờ tao mới khẳng định luôn nhá. Cho nên cái gì U nói là chúng mày phải nghe. Cái gì mà mình giữ được là cố phải giữ. Tao giữ đến năm nay 65 tuổi tao còn trinh. Cho nên là đến ngày hôm nay tao mới phát hiện ra là điều đó nó mang lại đúng cái lộc cho U. Ôi dạ. Mà này, chế này. Ơi. Chế còn được 6.2 cơ đấy. 6.2 á? Đúng nhiều rồi. Nhỉ. Ôi trời, gần gọi là trăm điểm lô à? Đấy, có một mình U mà được 6.2. Còn một mình nuôi 6 người đấy. Cũng được nghìn nào. Không, phường của chế nó vẫn khác đấy. Chế xem chế ký vào đây. À. Được 6.2. À. Nhưng mà chế phải trích ra cho em, quên trích ra cho quỹ 500 đấy nhá. Sao lại có 500 nào? Trích ra thế nào? Trích ra quỹ. Quỹ nào? Quỹ từ từ về bọn em nghiên cứu. Này, tôi nói với ông thế này nhá. Cái chuyện tiền nhận là tôi rất là mừng vui. Nhưng mà cái chuyện trích ra 500 là tôi nghe cảm thấy nó không lọt lỗ tai đâu. Tôi nói thật với cậu như thế này nhá. 500 không to tí nào. Nhưng cái hành vi đấy là tôi không hề thích tí nào cả. Cả nước thì là chính phủ, bao nhiêu việc tập trung cho nhân dân mà các ông lại làm cái trò mèo trò mán đấy, cái tiền đấy đi đâu hả? À, tiền 500 đấy nó không to, nhưng mà các ông góp vào một đống, nếu như các ông đưa cho những hộ nghèo hoặc những hộ nghèo thực sự hoặc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì không sao, mà các ông đút túi là phải tội với trời với đất đấy nhá. Đã là tiền hỗ trợ hộ nghèo mà lại còn cắt xén, ăn dày, ăn cả tất, ăn cả đất xung quanh. Đúng đấy. Cái anh này vớ va vớ vẩn. Anh không được cái hộ nghèo vừa rồi, anh bức xúc, anh nói linh tinh ấy. Đâu, em bức xúc gì đâu. Cái hộ ở bên hàng xóm kia kìa. 6 khẩu, mỗi khẩu còn quản trích cho 500 kìa kìa. Thôi, cái chuyện này chuyện ngoài thiên hạ. Nhưng mà nói tóm lại là như thế này này. Bao nhiêu tiền nhỉ?
6,2 triệu thì trích cho 500. Được rồi, tôi sẽ ký. Nhưng mà 500.000 của tôi là phải sử dụng đúng mục đích đấy nha. Vâng, tiền em sẽ cho vào quỹ. Cho vào quỹ á? Quỹ đen à? Rồi. Ôi, trời, có cốc nước. Này. Dạ? Nãy thằng Hùng chó nó tìm mày đấy nhá. Ôi thế không? Ôi mày hôm nay tao chuồn chui chuồn lủi. Không, tao bảo rồi, tao bảo là đợt này con Hà nó có khách khứa gì đâu. Covid mới hết thì người ta đây có đi đâu mà có khách. Ôi mày thế, may mà có U đấy. Đỡ, trời. Chắc lại mấy buổi chưa đóng cái gì. Vâng, con có 5 buổi con đã đóng đâu. Chết. Ôi. Cái tình hình Covid Covell này hiện tại phải khách khứa khan lắm. Nhân tiện quán trà đá như này, xem nó khách vãng lai đến như nào chế thì nó môi giới đi kiếm hoa hồng chứ. Mày điên à? Tao bằng này tuổi rồi, bây giờ mày lại bảo tao đi môi giới mày dâm đi. Bây giờ công an bắt lên phường để mặt tao thành mặt bò à? Hả? Để cho chúng tôi bôi nhọ tao à? Cái loại điên. Thì ai biết đâu để chế bỏ hẳn nghề đấy. Việc đấy là việc của chúng mày. Còn chế bây giờ nói thẳng luôn thế này này, tao ăn phận tủ thường, tao chỉ bán nước thôi, thế là vui lắm rồi. Tình hình Covid Covell này gắt lắm. Thì ai chả biết là như thế, nó là việc chung ấy. Mọi ngày thu nhập này một ngày được khoảng 1,5 triệu. Thế mà bây giờ từ hôm Covid đến đây, một ngày giỏi lắm được độ khoảng 1,1 triệu chứ được bao nhiêu. Chế em như bọn em phải chết thế này. Mấy cái này lắm. Ôi trời. Họ cũng không đắm được gì. Em á, em cái gì. Bà này nè, còn 1,5 triệu, ông kia kìa, còn 700 đã đưa đâu, còn kể cả bà. Ở chỗ của em thì đúng chế tính làm gì, lúc nào em có em bơm sau. Thì đành nói cười, con làm nó phải có lương tháng đồng hoàng, tháng mới có tiền giả được chứ. Tao cũng biết là như thế, nó khó khăn chèo chung. Tất cả nhiều chỗ ở phố kìa, tao thấy là đăng hết lên là gì? Treo biển là thanh lý cửa hàng rồi là bán nhà đầy ra đấy. U con mình còn sống được thế này là phúc tổ 70 đời đấy nhá. Nọ đìa ra đây này. Chả thế. Bây giờ chỉ có sung sướng nhất ấy là ai ấy, là nhà giàu, nhà có tiền hoặc là được hỗ trợ hỗ trợ ấy thì là còn có đồng ra đồng. Còn không thì chả ăn thua, chả ra đâu được. Em nghe điện thoại cái số lạ như khách này. Alo. Dạ. Em chào anh. Dạ, vâng, em công việc vẫn cứ bình thường ạ. Vâng, vẫn tiện ạ. À, không đâu, dạ này em có làm ăn gì đâu, ế lắm anh ạ. Vâng, cái gì, anh đùa em ạ. Thôi, cái cà tài biến ấy là sao mà em đỡ được của anh. Vớ vá vớ vẩn. Cái gì? Anh nói thật chứ. Em được hỗ trợ á? Hỗ trợ Covid á? Thất nghiệp. Thế nào? Thật ạ? Dạ, vâng, em lên ngay ạ. Vâng. Chị ơi, nhưng nào như nào? Sao lại hỗ trợ là như thế nào, nào hả chị? Trời ơi, xung quanh là sướng à. Trời biết là nội dung cuộc điện thoại được không? Ôi giời, tổ trưởng gọi cho con và là con đi lĩnh tiền hỗ trợ là Covid. À, đương nhiên là 6 củ, đang đón 6 củ. Gọi cho thằng Ngư Ba Vương đi đón phát chứ. Ừ, thấy không? Này bà ấy vàng đeo đầy người, bà ấy vẫn được hỗ trợ này, nhìn con này. Một mình nuôi 6 cái miệng không hỗ trợ được nhìn nào. Cái này nó là ngành giàu chứ không phải đơn giản. Phải có quan hệ vừa sâu vừa rộng chứ không phải là lưu tiêu như chúng mày tụi. Thôi, uống nước đi. Thế nào? Alo. Vương à. Chị đây đến quán nhanh lên, đến quán nước nhanh lên. Đón đi nhanh khẩn trương, có hèo. Bà này. Này ui. Cái con mụ này nó ăn ở thất đức thật. Con ngồi đây mà không gọi con trở, gọi Vương. Mà này hai đứa chúng mày ngồi đây thì giải quyết được cái gì? Lượn lờ xem bờ hồ bờ hiếc thì là kiếm bợt xem. Này anh ạ, tình hình xem nào, đi lượn vài vòng bờ hồ ấy. Chứ ngồi này chết, em sốt ruột lắm. Chứ ngồi này làm gì có khách đâu. Thế đi lượn hồ Hà Lê nhá.
đi đi làm vài vòng về con ui à? Chiều con về con gửi tiền nhá. Ui ủa lại nha, con về đây đây nữa à, chờ chưa tiền cả, chiều về mới có. Trời mấy đứa này nào ngồi chắc con nhá. Covid với trả cô veo, tưởng quán nước đã vất vả rồi, bọn bán hàng hoa còn ngành nó cũng khổ. Trà đá à chú mày? Trà đá. Tao thì tao không uống được trà đá, tao cứ phải để cái trà nóng rồi nó mới ngon. Nhưng chúng mày thì quen rồi, chúng mày phải uống được trà đá. Nóng được thế này uống này. Trà nóng. Này tiên sư bố hai con này, ra uống nước mà lại cắm mặt cắm mũi vào điện thoại thế à? Sao bây giờ đứa nào ra ngoài đường cũng mặt dí sát vào điện thoại, không để ý đến ai là thế nào? À ôi, buổi đúng của mẹ. Thời buổi công nghệ 4.0 thì chả ăn ngủ nghỉ chả điện thoại, thậm chí là có lúc đi vệ sinh. Ăn thì chả nói. Thì bây giờ tao hỏi chúng mày nhá, thì bây giờ chúng mày đi với khách thì chúng mày cũng trợn mắt lên rồi nó bấm bấm ấn ấn nhìn vào điện thoại còn không quan tâm người ta thế nào à? Thì tay ấn mắt nhìn, trả lời tin nhắn, người thì nhún nhảy, còn lại thì kệ khách chứ bu. Hôm nay sao bu khó ở thế? Lại tính toán lô đề hay là ghi số nợ đấy? Tao đang ghi tiền nợ. Ôi, bu để đấy con tính cho. Đây. Con có biết tính không đấy? Bu ấy coi thường nó quá đấy. Con nói cho bu biết, nó đã từng là học sinh giỏi trường chuyên đấy. Con này học sinh giỏi á? Vâng. Ôi trời ơi, tao nghe nó hoang đường kiểu gì ấy. Đây, con tính xong cho bu rồi đây này. Tổng khách hàng nợ bu tháng này là gần 15 triệu. Đúng rồi. Trong đó có thằng Thành Chip nợ bu 2,5 triệu đồng. Thằng súc vật này nó nợ lâu nhất. Đây, còn thằng Hùng Lê nợ bu 1,2 triệu 10 ngàn. Ờ. Còn lại toàn khách lẻ từ 100 ngàn đến 800 ngàn. À, chắc đây là chỉ ghi nợ lô đề ạ. À? Không, nó vay tiền U. Ừ. Đấy, tổng tiền bán nước lãi tháng này của U là 3 triệu đồng. Đấy, đây. À đúng rồi. Chuẩn. Hai lần trước U cũng tính chuẩn là lãi tháng này là 3 triệu và số nợ ghi rõ ở đây. Ơ, mà con này giỏi như thế này, tại sao không học để trở thành giáo sư tiến sĩ mà lại đi làm ca ve làm bớp hả con? Chính vì ông mua bắt con học nhiều quá, nên con bắt học chuyên nữa, cho nên con mới làm ca ve đấy. Ăn với chả nói. Bố mày thì mày gọi là bố mày, ông bố nghe nó vô học, mất dạy. Nào ôi, con vô học từ lâu rồi. Nuôi con mà không theo sở thích của con, cứ bắt con làm theo sở thích của mình. Thế thì làm cha mẹ để làm gì? Cha mẹ nào chả yêu thương con, lo cho chúng mày thì mới thế chứ lại. Ôi, kể ra mà thương con chiều con ấy thì con cũng ngoan đấy. Thế nhưng mà lại suốt ngày đánh con. Đồng tí là đánh, mà có cái việc gì đâu. Con đi học về là bắt con học, xem phim một tí thì lại đánh. Ở đây, cô nhìn vết sẹo ở tay con này. Cô có biết vì sao không? Làm sao? Năm con học lớp 12 ấy, con có bạn trai, đánh con bỏ nhà đi luôn. Úi giời ơi, đấy là bố mẹ mày hiền. Chứ gặp phải tao á, ngày tao phang cho 8 bận. Tao rảnh từ trên giường xuống dưới đất, mà từ dưới đất tao vật lộn lên giường. Học hành thì để yêu với trả đương loại nứng sớm. Nói chung mà bu không trong hoàn cảnh của con, bu không hiểu hết nội tình đâu. Chung quy lại thì cũng giống hệt nhà tao thôi. Ông bố bà bố nào thì cũng chẳng muốn là cho con mình học thôi. Chuẩn. Con mà không theo cái nghề này á, con báo trạng tâm thần từ lâu rồi. Cái loại chúng mày, bố mẹ nào mà chả mong con mình trưởng thành, học hành thì tấn tới, sau này có ích cho xã hội. Chả có bố mẹ nào mà đẻ con ra này cứ vứt không chúng mày trưởng thành được. À, không nghe các cụ nói à, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cái loại bóc ngắn cắn dài như chúng mày lười lao động, thì chúng mày giờ lại đổ tại cho bố mẹ. Thời chúng tao là không bao giờ có chuyện đấy đâu đấy. Vất vả chứ không phải nhàn như chúng mày đâu. Này, thế từ ngày mày bỏ nhà ra đi, mày có bao giờ gọi điện hay là mày liên lạc về nhà mày hỏi thăm bố mẹ không? Con không. Đã không coi con ra gì thì con cũng chẳng cần báo đáp lại. Ông bà ấy tự gây nghiệp thì ông bà tự chịu. Anh chả nói. Bố mẹ mình phải liên lạc. Mình là phận làm con.
Tao chả hiểu chúng mày bây giờ là thế nào. Có khi bây giờ tưởng con chết rồi ấy. Ui mà thôi, nói chuyện này làm gì đau đầu. Bu lấy cho con thêm cốc trà đá nữa đi. Mày đã uống hết đâu mà lấy. Bu cứ lấy đi. Tao đẻ ra chúng mày thà tao đẻ ra cái quả trứng này tao ăn cho nó sung sướng cuộc đời. Này, này. Tao đang chăn cái thằng này, ồn mong là được sống. Tao đang chăn được thằng này, có khi ngon đấy mày ạ. Người ta bảo đẻ con khôn thì mát đi rười rượi, mà đẻ con dại thì thảm hại cái ấy. Tao thấy chúng mày đẻ ra có mà vã 18 mũi chả xong. Này, uống đi. Bù nói nhiều quá. Sao U lại cứ thích đọc trộm tin nhắn là thế nào nhỉ? Chả đọc, tôi nhìn mỗi tí. Con chào Bu, con chào U. Lại con này nhỉ? À, con này đi đâu về mà bà hớt hải thế à? Con vừa làm được nháy về. Rót cho nó cốc nước con này. Cốc trà đá. Đây. Nóng quá không nhỉ? Ai mát rồi này? Vai U nhá. Thôi, tôi có đau đụng ở đây, ngồi đây cái chế cái dòng đương nhiên lao đến bóc vai là em tè chế. Có vấn đề đấy. Ôi thì nóng được thế con, này là cứ bâu mà. Đang có chút chuyện là khó khăn thì U có thể ứng chút tiền cho con. Cái gì? Mày nói lại tao nghe, mày nói rõ xem là mày nói to mày đi nói cho nào. Cho xem nào. Nhà con đang cần ít tiền nha, nhà con gặp khó khăn thì U cố gắng ứng cho con lần này đúng không? Câu này tao nghe 9.950 tỷ lần rồi. Nguyễn Thị Tiền à? Nhá. Tao hỏi thật cái mặt mày nhá. Cái tháng này mày cần làm gì mà mày ứng liên tục thế hả? À. Mày đừng nói với tao, đừng mở mồm cho nói là ứng tiền để đi bao dai nhá. Tao bả cho mày không có cái thằng nào đâu. À. Đâu, đố thằng nào lừa được con đấy. Thôi. Lừa sao ứng suốt nhá. Tao nói cho mày biết, mày đừng có qua mặt tao nhá. Bây giờ làm gái làm cà phê ấy nhá, phải dạng háng ra tiếp khách. Bây giờ có thấy nhục không mà còn lấy tiền thì đi bao dai nuôi dai hả? À, thế còn bầm dập nhiều chỗ. Đâu nhà con đang cần tiền thật mà, bạn con ở dưới quê vừa mới gọi điện lên. Thôi này 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 này, cái Văn đấy nhá, đừng nghe cà phê kể chuyện, đừng nghe thằng Nghiện trình bày. Đứa nào chả trình bày như mày. U này chuyện nhà con mà, con đang nói thật đấy. Bây giờ U giúp con chả biết nhờ ai. Úi dồi. Này, U cố gắng giúp con đi U. Tao không giúp được, tao không giúp được nhá. Tao nói cho mày nghe như này này. Mày đừng tưởng là qua mặt được tao. Mày cặp cái thằng Hùng Vâu mấy năm trời, mày đi làm gái, mày dạng ra, mày nuôi nó là mày tự tao không biết đấy. Rồi lại ứng để đưa nó tiếp đúng không? Không có cái chuyện đấy, hiểu chưa? Mày làm gì có quê? Vừa hôm qua tao hỏi mày, mày kêu là không nhớ họ mày là gì. Bây giờ mày kêu là nhà mày cần tiền, cần cái gì? Cần gì? À, cần gì? Đâu, mấy năm thì con vừa mới biết tin mà U, con vừa mới biết tin xong, bạn con vừa mới gọi xong. Mày ngồi từ đây, tao không đau đâu, mày không cần phải bóp, ngồi từ đây. Giúp con lần này thôi. Hay là con này nó có nhu cầu vay tiền thật, bởi vì là nhỡ nhà nó cần gì đấy. Mày cho nó vay đi, cho nó ứng đi. Tiền đâu? Mày móc cái gì đấy? Lấy tiền của chế đưa cho nó ứng. Mày điên à, tao liên quan gì? Thế sao bọn cho nó ứng? À, chế có biết rằng tháng này nó thâm vào lương rồi không mà chế bọn cho ứng? Con này lôi chi thâm rồi á? Thâm rồi. Ứng nhiều quá. Quá nhiều rồi. Ôi thì chết tổ sư bố mày, tao lại cứ tưởng là mày chưa ứng gì. Mày ứng âm vào rồi thì mày ăn vạ người ta. U này, chuyện của con để con giải quyết. U toán chọc gậy bánh xe ấy nhỉ? Chọc thì tao chả chọc. Nhưng mà tao thấy mày nói nhiều cái nó vô lý. Ngồi ra đây. Ngồi ra kia. Mày bảo ai chọc gậy bánh xe? Hả? Tao nói biết chế nói đúng ấy nhá. Tháng này ấy, mày ngừng hộ tao một cái nhé, chỉ có đi tiếp khách thôi chứ đừng có nói chuyện ứng nữa nhé. Ừ. Quá rồi, nhiều lắm rồi. U giúp con lần này, mẹ con ốm nặng thật. Mẹ con nằm viện ốm nặng thật U ạ. Hay là mẹ nó ốm thật. Con nhà bác, bà đi ốm kinh niên à? Chế gì đâu, con này cái mắt của nó đảo như sang lạc. Cái loại này là loại mồm điêu mắt gian đâu mà em cắt, em nói cho chế nghe nhé. Quê quán gì con này, mấy năm nay nó có bác mặt về quê đâu. Nó bán quê từ lâu rồi, chứ bố mẹ nó mà ốm á. Ốm thật đấy, em thề chế nó lao về, nó đâm sắc bổ ngửa về rồi, chứ không phải như này đâu, mặt kìa, trông cái mặt kìa. Kinh chưa? Tết vừa rồi, mùng 1 đã mở hàng rồi. Nó ở trên này mà. Quê quán gì? Thôi, dẹp. Con mời chế uống nước. Con nói thật mà U. Lần này con nói thật đấy. Không có thật thà hết nhé, không có cái chuyện ứng nữa, hiểu chưa? Câm mồm. Ở đời này chả tin được bố con thằng nào. Cái gì nữa? Bực cả mình, con đi về đây. Xeo. Đây. Tối nay có khách đi nhá, khách hẹn rồi đấy. Mày đừng có mà ống mẹo cái kiểu của mày nhá. Mà không tiếp khách tử tế đàng hoàng, ta cho mấy cái thằng dịch vụ ấy nó giã cho lòi mắt ra, hiểu chưa? Nè, cái con này á, cứ cho nó đánh nhiều lần vào một chỗ là nó sợ ngay.
há hốc mồm ra đừng có mà, bố này mà chặt vào máu điên của tao hiểu chưa? Muốn biết rồi cả người làm để trả rút tiền. Bây giờ là có mỗi cái lỗ để làm lãi, thế mà cái lỗ rồi dần mà suốt ngày lỗ thì làm gì? Mày làm vì đam mê à? Nói nó có nghe đâu, nước đổ đầu vịt kìa. Này, nhưng mà tao thấy nó nói cũng có cái gì đấy, cảm xúc nó thật thật. Hay là mày xem thêm mày để giúp đỡ nó. Mà hai nữa này, tất cả những chúng nó là mày phải quan tâm đến đời tư, quan tâm đến gia đình chúng nó, chứ không phải là mình chỉ làm không thôi. Chế đừng có dạy nghĩ ven váy nhá. Chế thích thì đi mà quan tâm hộ em cái thì em không có thời gian. Kệ mẹ trong đó, mày thích là người. Kệ thì thôi, đây là tao nói vậy. Có cái gì mà mày phải đối cục tuyến với tao? Toàn dạy nghĩ ven váy. Tao chả phải dạy nghĩ ven váy. Tao thấy hợp lý thì tao nói thôi. Bán nước được mấy đồng rồi, ai hỏi tách váy cho vay xong cuối cùng bạn đần ra cộng sổ. Không thể chấp nhận được. Mà tháng này chúng mày chưa trả tiền tao đâu đấy. Chưa có để giả, chúng nó còn đang ứng đầy kia kìa. Cả cái thằng chó Vương hôm qua mượn 500 bảo là nộp học cho con. Thấy tao dễ tính thì thủ. Mẹ cả cái thằng Thành Chip lúc này cứ tưởng là mình thích hàng trẻ. Nó bỏ ra, nó tối nó bảo con ra dọn hàng cho chế. Thế con về nhà nhá. Mẹ vô tổ. Tao để đi thích mấy cái quả ớt thóc đấy à. Tây đen. Chả thèm chả biết bây giờ này qua các cửa rồi bây giờ này mấy cái thằng cái tuổi gì. Chẳng qua là mẹ mày nghĩ thương kiếp chúng mày giống tao ngày xưa thôi. Kinh nghiệm xương máu cho thấy rồi, nói cái lũ này cứ đứa nào nghe nó mặt cái chơi hết cả ra. Thôi chế uống nước nhẹ cứ đánh đồng cả lũ. Thôi uống nước xong rồi chúng mày chuẩn bị đi mà làm đi. Cứ ngồi đây thì lấy đâu ra khách. Tối nay có mối nào chưa con kia? Chưa, con đang ế mốc mồm này. Cái chỗ mà ứng trước là liệu đấy. Thế bây giờ Covid là chúng mày cũng phải giảm tí. Covid thì bây giờ khách nó ấy vậy, nó lấy đâu ra tiền? Vẫn có khách nhưng không nhiều. Nói chung là đói. Không có chúng nó thì cũng buồn. Mà có thì như cái chợ vỡ vậy. Khổ thế. Người nhà mày đấy à? Ui, thôi rồi. Ui, cho con hai cốc nước đi. Ừ. Ôi giời, có phải người nhà đâu. Gặp bác ấy ngoài bên xe, thấy bảo đi tìm con gái. Khách à? Về đây. Vâng. Khách này đi tìm con gái này như thế nào? Bà, tôi có nghe người ta nói cháu nó làm việc hoặc là nó chinh chống ở gần đây. Bà xem bà biết bà chỉ dùng tôi tí. Làm sao biết con ông ở đâu mà chỉ? Ông này vu vơ nhỉ. Thế nhưng mà nó bỏ nhà ra đi à? Vâng ạ, nó đi mấy tháng nay rồi. Tôi không tìm được. Nghe người ta mách ở chỗ nào, cái khu vực nào nó làm là tôi lại đi tìm. Mất bao nhiêu tiền bạc rồi mà bây giờ vẫn chưa tìm được. Tôi có nghe nói là nó làm ở khu vực này. Xem bà biết bà chỉ dùng tôi tí ạ. Úi trời ơi, khu vực này á, hàng trăm hàng nghìn đứa làm sao tôi biết được. Nhưng mà con ấy nó lại bỏ nhà ra đi à? Nói thật với bà, cháu nó học rất giỏi. Năm nay nó thi đại học. Thế mà nó lao vào yêu đương sớm. Hôm tôi đi làm về, tôi thấy nó với thằng bạn trai ôm hôn nhau ở ngoài cửa. Tôi bực quá, tôi đánh nó một cái. À, thế là bà có biết không, ngày hôm sau tôi đi làm về, thế nó bỏ đi rồi. Từ ngày nó bỏ ra đi, vợ tôi ốm lên ốm xuống, ăn không ngon ngủ không yên. Bà, to khổ bọn trẻ bây giờ, lo nghĩ chả tới đâu rồi lại làm khổ cha mẹ muộn, chán thật. Thì biết làm sao được, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, xã hội giờ nó thế mà. Cái giáo dục là rất quan trọng. Ngoài nhà trường ra lại còn phải gia đình. Mà từ gia đình cho đến nhà trường, đến xã hội, đứa nào nó thông minh, nó khôn ấy thì còn được. Mà đứa nó dại ấy là cha mẹ khổ cả đời. Thế con ông ấy có cái đặc điểm gì để nhận dạng nó không? Nó cao hay nó thấp, nó béo hay nó lùn? Nói thật bà, con tôi nó cũng bình thường thôi. Khổ lắm bình thường thì làm sao ai biết được. Ý tôi nói là nó có cái đặc điểm gì không? Cái đặc điểm mà đặc biệt để nhận dạng ra ấy. À, có. Nó có một vết sẹo bà. Trời ơi, vết sẹo thì ai chả có vết sẹo. Đứa con gái nào nó chả có vết sẹo bằng bàn tay.
tức là cái đặc điểm mà nhận dạng cụ thể ấy. Nó có một cái vết sẹo ở tay bạn. Vết sẹo ở tay á? Vâng ạ, đúng. Ở đây có cái đứa. Có con nào nhỉ? Thế nào? Tắt. Nó, ta nhớ là có một đứa nào ấy. Thôi bây giờ thế này nhá. Mày chở ông ấy ra chỗ con Mỹ xem có đứa nào là con ông hay không. Mà nhớ là chở là đừng lấy tiền. Bao nhiêu tiền là để cho U thanh toán nhá. À, rồi. Không phải lo cái chuyện đấy. Yên tâm. Này. Ôi bà ơi, bà cho biết tin thế tôi cảm ơn bà, đội ơn bà. Tôi trời giời ơn thật. Để tôi mong tìm được con. Thôi. Đi. Này. Đi luôn. Cầm hai cái này đi được. Dạ cảm ơn bà. Tôi có rồi ạ. Tôi vẫn đang còn ở trong người ạ. Ôi con đi nhá. Ờ đi. Có gì thông tin cho tao nhá. Vâng, tí con quay lại. Tao rồi nhá. Gió khổ. Ta chuối thì đắm đuối vì con. Con nó mới bỏ nhà ra đi mấy ngày mà phá rồ phá dại rồi. Nó bỏ đi cả đời chắc là phá điên mất. Biết chuyện gì chưa? Chưa đặt đi tin hot. Tin hot là thế nào? Ôi, làm sao? Con kể cho U chuyện này, nhưng mà U à, hứa là không được kể với bất kỳ ai đâu nhá. Mày, tao có phải thuộc hệ người đàn bà buôn chuyện đâu mà tao ghét nhất cái thói buôn chuyện đấy. Chuyện gì mày kể tao nghe xem nào. Không được kể với ai đâu. Hay mày biết tính mẹ mày rồi. Ngồi cái quán này mấy chục năm không bao giờ buôn dưa lê. Thằng Vương Công vừa rồi bị đánh ghen tao có nói cho ai biết đâu. Kể cả thằng Thành Chip bị nợ tiền nó đến tận đây nó đánh. Tao không cho ai biết cái chuyện đấy, chuyện tế nhị. Con bảo. Làm sao? Bà bị béo á. Ờ. Chửa rồi đấy. Đúng đấy. Con bị béo có chửa? Vâng, đúng rồi. Bất ngờ chưa? Thế dựa vào đâu mà chúng mày biết nó có chửa? Làm sao mà qua được mắt thằng con. Dạo này á, toàn ăn đồ chua thôi. Ăn đồ chua? Thì thoảng ra con lại còn thấy còn cậy cả vôi tường ra ăn cơ. À thế là nó nghén đấy. Nghén thì mới ăn đồ chua với vôi tường. Đấy. Mà nghén theo lưỡi cổ à. Này. Thế nhưng mà cái thai đấy là cái bầu đấy thì theo chúng mày là của ai? Nghe nói á là một ông giám đốc nào ấy. Nhiều tiền lắm, đi mẹt to. Đi mẹt to à. Này. Làm gì có loại giám đốc nào mà bà lại thích con bí véo kiểu đấy nhỉ. Tao nghĩ là không tâm thần thì cũng dở hơi. Chả có kiểu giám đốc nào để thích con bí béo. Ôi giời, không đâu cô ơi. Hoàn toàn trẻ nhá, lại còn đẹp trai. Mà hiện là còn người nước ngoài cơ. Đúng trai đấy. Tây hẳn hoi cô ạ. Người nước ngoài? Vâng. Trẻ đẹp trai. Sao lại không thích chúng mày để đi thích bí béo nhỉ? Cái gu thằng này mặn nhỉ? Khó hiểu. Cái chuyện này thì không khác nào ở trên mạng ấy nhỉ. Tao hay là nó gặp con này mõi tiền. Mà con này có gì để nó mõi đâu nhỉ. Dở hơi nhỉ. Mà theo Tây thì bọn con biết dựa vào ai bây giờ. Nó không theo được Tây đâu con ơi. Nó còn căn số tại Việt Nam. Con này không ra khỏi Việt Nam đâu. Ra là không có lộc. Yên tâm đi. Nó không đi đâu ra khỏi Việt Nam đâu. Chúng mày lo cái gì. Mà công nhận sốc thật. Quá sốc cái chứ lại. Sốc quá chứ à. Không ngờ mèo mù vừa cà rán. Nhưng mà bọn con mong thế còn không được ý. Giời ơi. Trẻ trung xinh đẹp thế này này. Mong cặp bồ. Cặp bồ với Tây. Nói thì chúng mày nói làm gì. Cỡ như chúng mày ấy là phải mong làm sao lấy được giai trẻ hạnh phúc người Việt Nam thôi, không cần phải là Tây hay là gì cả. Tây chẳng qua nó như cái dây chứ nó là cái gì đâu. Chúng mày lấy người Việt Nam là có phải hạnh phúc không, tử tế đàng hoàng. Và thôi chuyện này dẹp qua đi. Hai mẹ muốn gì để con phục vụ cho con. Trà đá nhiều rồi. Trà đá có trà đá. Tao được cái là kín miệng. Chúng mày có chuyện gì cứ kể tao, không bao giờ tao đưa chuyện cả. Từ xưa đến nay tao ghét cái thói đưa chuyện lắm ấy. Này, hôm đó không phải là cái hôm đó chúng tôi bảo là hình như là cái thằng thì hùng loe là cặp với con 6-7 tuổi đúng không nhỉ? Ui dồi ôi, mà con loe loáng thoáng qua nhưng mà tại sao lại U biết? Thì tao không biết gì đâu, người ta kể vậy thì tao hỏi vậy thôi chứ còn tao ghét nhất buôn chuyện. Tao nghe tao đoán vậy thôi chứ tao không để ý việc đấy đâu. Nhưng mà bây giờ là bị mốt phi công trẻ là mẹ bay bà già mà cũng không biết à? 63 tuổi. Thằng Hùng là 27. Thế con mẹ thì 63. Hôm nay chở nhau ra xa thì uống nước sơ nữa. Vợ ơi, uống gì? Anh ấy lấy cho mà tao tí buồn nôn.
Mệt quá. Này, ui, U biết tin gì chưa? Tin gì? Con kể cho U nhưng mà U không được kể với ai đâu nhá. Tao có phải là cái thuộc hệ gọi là đặt đít đặt mồm đâu, đưa chuyện đâu. U không kể với ai nhá. Thề, U không đưa chuyện đâu, chúng mày cứ có chuyện gì kể cho U nghe với. U nhớ là không phải không được kể với ai thì con mới kể. Tao thề luôn không bao giờ tao kể. Hôm trước cái vụ con mua thuốc kẻ đấy, U đi kể hết với chúng nó, làm con ngại chí mặt. Cái vụ mà con đưa cái bà kia sáu mấy tuổi, U bảo con chưa nói với ai mà cả làng nó biết rồi. Cái gì ạ? Này cái việc đấy là ở đâu đi, chắc là chúng nghe đứa nào nó xin sẹo nó nói chuyện với tao, chả bao giờ tao bận tâm và tao nói những chuyện đấy đâu. Tao không bao giờ thuộc hệ là đưa chuyện buôn chuyện. Mà chúng mày thích thì chúng mày kể, không thích thì thôi. Chúng mày giữ thèm tao làm gì? Con nói với U này, U không được nói với ai đâu nhá. Tao thề luôn, tao không bao giờ nói với ai. Bọn con chẳng kể đâu, U hay buôn chuyện lắm. Không kể thôi, tao chẳng muốn nghe. Làm như là chuyện của chúng mày hấp dẫn lắm ấy, tao thích nghe lắm ấy. Làm như tao lớp 3, lớp 4 hóng chuyện không bằng. Này, nhưng mà có chuyện gì? Nhưng mà U nhớ phải giữ kín đấy. Tao thề tao giữ kín. Không nói đâu đấy. Còn Mỹ Béo ấy. Làm sao? Dạo này thất thường lắm U ạ. Nó làm sao? Sáng nay con đến nhá, thấy cứ nôn quệ mà còn nôn ra cả máu nữa cơ. Nguyễn Văn Ca rồi. Ung thư rồi. Ung thư á? Con nghi là bị ung thư rồi ấy. Ung thư á? Vâng. Vơ vẩn. Hai thằng độc mồm độc miệng. Ai bảo là nó ung thư? Chúng mày chưa gì đã của quang nó đây. Chúng mày biết nó bị làm sao không? Sao? Nó có chửa. Có chửa? Ừ. Chửa với ai? Tao là không có cái tính buôn chuyện đâu đấy nhá. Dạ. Chúng mày thề là không được kể cho ai biết rồi đấy nhá. Con không kể với ai đâu. Cái vụ cái con Thảo bị hắc lào con kể với ai đâu. Cả cái vụ con Mai hôm trước bị đánh ghen gì cũng không bao giờ kể cho ai biết đâu mà. Tức là chuyện là thế này. Trước lúc chúng mày đến đây, dạ, con Hà với lại con Thảo nó kể là con Bí Béo dạo này ốm nghén toàn mấy cướp châu ăn đấy, nghén ăn cướp châu này, cướp châu. Thế xong rồi lại bảo là yêu cái thằng Tây nào đấy mà nó cho con Bí Béo này 500 tỷ xây một cái tòa nhà rất to ở Việt Nam. Sau đó con Bí Béo không ở Việt Nam nữa mà sang bên nước ngoài định cư. Cái tòa nhà này là gia đình con Bí Béo sẽ trông coi và ở đấy. Tao nghe thấy tin đấy nhưng mà tao không kể cho ai, bây giờ tao mới kể cho chúng mày đấy, đừng nói ra không con Hà với con Thảo nó bảo tao buôn chuyện. Ui ôi ôi, điêu rồi, làm gì có Tây à? U lại đi tin mồm con Hà với con Thảo, làm gì có Tây nào, chắc Tây tiệu hay là Tây mỗ chứ. Không tao có... biết đâu được đây, nhưng mà tao đoán là có khi thật, bởi vì con Mỹ là bọn Tây nó hay thích. Không có mà Tây chắc đâu. Là nó thích, là con Mỹ khỏe quá nên nó thích thôi chứ làm gì có chuyện 500 tỷ. Bây giờ con đang đóng họ dài mõm rồi kìa, mà Mỹ Béo thì không nọ. Con trở đây đi trong họ đây. Tin hay không tao không quan tâm, nhưng mà chúng mày đừng kể với ai đấy nhá. Không, con không kể với ai đâu. Đừng có bép xép thì nó bậy bảo tao là buôn chuyện. Tao không thích đâu, bằng này tuổi rồi tao không phải là cái đứa đưa chuyện đưa chiếc gì cả. Mà con cho con cốc nước xem từ nay giờ chưa cốc nước nào. Này, hôm họ đấy nhá, tao còn nghe Phong Thanh. Dạ. Tao nghe Phong Thanh Hoàng Anh lại cặp cái con Mỹ. Tao nghe tao giờ U lại nghe từ một con Hà ra chứ không phải một con Hà. Thằng Vương xe công nghệ nó kể thật á, chính mắt nó nhìn thấy thằng Hoàng Anh chở con Mỹ từ trong nhà nghỉ ra. Thế ông Hoàng Anh ông bé bằng cái gậy này, bà Mỹ bà kẹp cho thì gãy luôn hả ông? Cái chuyện đấy biết làm sao được, chúng mày có ở trong nhà nghỉ đâu mà biết. Thôi, dẹp chuyện này đi, ra đây mà buồn chuyện à? Tao ghét nhất cái thứ này đàn ông để đưa chuyện đâu đấy. Ra uống nước cũng nổi chả uống thì cứ lắm mồm đưa chuyện linh tinh. Cái loại thảo mai thảo quả như chúng mày là tao ghét nhất đấy. Bọn con có đưa chuyện đâu, U cứ hỏi. Tại U cứ bảo con kể chứ. Chúng mày không kể tao hỏi làm gì? Đưa chuyện linh tinh. Tự nhiên cái quán này thành ra là linh chuyện. Ơ, này, hôm nay giống dở không vào uống nước à? Ôi, làm ngụm trà đá cho nó mát lòng mát dạ đã này. Mày nhìn nhận sắc hóa cơ. Vẫn thế mà. Hôm qua anh uống, hôm nay anh không uống. Sao lại không uống? Người ta bầu, người ta nói trà em lấy nước sông Tô, tuy quán thanh lịch
nhưng mà ô nhiễm nhiều. này, đừng có mượn chữ nghĩa thơ thiếp mà chơi xỏ nhá. Lấy nước sông Tô, quán Thanh Lịch, hóa ra bảo quán tôi là lấy nước sông Tô Lịch đúng không? Hả? Ăn nói kiểu thâm nho thế à? Đừng có mượn thơ mà chửi đều quán này nhá. Vớ vẩn. Ai người ta dám chửi đều quán của mình? Chẳng qua là như thế này này. Hôm qua uống nước nhà em, đêm về lạnh bục như ăn kem bờ hồ. Chắc nước nhà em lấy ở dưới hồ, cho nên anh thấy phát dầu phát điên. Cái loại dở hơi này, ông không uống nước ở đây thì ông cũng điên lắm rồi. Tự nhiên ông đổi tại là uống nước của quán tôi cho nên là phát dầu phát điên. Này, quán tôi là nước sạch, nước sẽ nha, nước máy, nước lọc nha, chứ không phải lấy nước linh tinh lên bán nha. Mồm ông đi loa thế là người ta tẩy chay không đến quán tôi uống nước nữa là tại cho mồm ông đấy nha. Xúc tha liên thuyền, xúc phạm người ta vừa. Xúc phạm gì? Xúc phạm vừa nói ai là dầu ai điên. Ông vừa phải đấy nhá. Sao cái tính khí em cứ thất thường ấy? Nếu em xúc phạm ấy, anh gọi công an phường đến ngay. Thế thì gọi công an phường đến đây hả? Đến đây thử xem. Ông ấy dừng chuyện là công an phường chả gô cổ ông vào ấy chứ này. Đấy là người ta nói thế thôi, chứ ai người ta nỡ làm như vậy ấy. À này, hôm qua buồn buồn ấy, làm một bài thơ định tính là hôm nay sang là tặng mình đấy. Dạ thích. Thôi mà cứ nghe thử đi rồi thích đấy. Đọc nghe này. Về thì anh sẽ phải về, nhìn em vóc dáng sồ sề anh thương. Dù cho sóng gió đoạn trường, dù cho trà bẩn, cứ vấn vương em nhiều. Ui dồi, cái thằng này. Mày bảo ai là bán trà bẩn đấy ạ? À? Mày có tin là tao thọt cái điếu này vào mồm mày không? À, cái thằng nhà thơ đều giả này. Này, đừng có mày tao thẳng thiết thì nó lịch sự thế. Thế ông bảo quán nào là quán trà đều á? Thì trà bẩn thì người ta nói trà bẩn sao nữa? Không uống thì thôi, đừng có tuyên truyền nhảm nhá. Về đi về làm gì cái gì mình làm tinh vậy? Không về được. Không đi về. Thơ phú vơ vẩn. Nước thì uống một ngày 2-3 xu, ngồi mấy tiếng đồng hồ. Xong rồi là đi làm thơ thì để tuyên truyền nhăng nhít. Hay là không tán được mình cho nên là nó chuyển sang nó dở mặt nhỉ. Cái loại điện chập ba pha. Không biết hôm nay là cái ngày gì sao mà bực mình thế chứ này. Quán cái chả xá. Mày treo mũ vào này. Không có gì như này. Trông tưởng ngủ gậy chán chưa? Quán xá kiểu gì mà chả thấy cái hồn ma bóng quế nào khách cưới đi đâu hết cả rồi chế. Đây là tiên nhân bố cho chúng nó. Không hiểu chúng nó ăn ở cái kiểu gì thất nhân thất đức. Quán tao từ xưa đến nay là tao bán nước sạch, hàng sạch. Mà nó tung tin đồn nhảm là bán nước bẩn. Thế đây là mấy ngày hôm nay là vắng như chùa Bà Đanh, chả có khách vào uống. Bực không thể chịu được. Khổ thân chế. Thằng nào con nào mà nó đặt điều nó nói quán gì của chế thế. Chế bảo em vạch bôi vào mồm nó. Tao mà biết là tao đến tận nhà nó tao dóc xương. Ủa nạ thật đấy. Thất nhân thất đức. Khi em chiếc trà đá ở đây xem nào, nóng quá, khát quá. Thôi xin cốc luôn nhé. Đi tuyên truyền nhảm cái thời đại 4.0 rồi mà ăn nói mất dậy. Ngứa mồm ngứa miệng hay sao nó ghen ăn tức ở rồi. Vu không điêu hoa nó quen thân thì mất dậy. Này. Quán xá cái lèo tèo như này không có xoài hay là tóc giết gì đồ chua à? Chứ mấy cái thứ này thì chả chua ăn chả. Không, đào này là cái quả xanh là còn chua đấy, ăn được tốt đấy mà. Ôi thế chết rồi. Con này thèm ăn chua. Ôi dồi, chả hiểu sao đương nhiên cái thích ăn chua mà ăn ngon mà chả có cảm xúc gì luôn. Ăn chua thì đích thị là con này chữa với cái thằng Tây bỏ mẹ ra rồi còn gì nữa. Lấy mẹ. Người này người nào tuổi chữa với cho đẻ sốt ruột nói ta anh tinh. Không chữa thì thích ăn chua làm gì. Em nhìn chị ăn chua mà em ghê hết cả răng. Ăn cứ rau. Ngon lắm. Này nhỉ? Tôi nói thật đấy bà ấy. Bà còn trẻ thế này bà không giữ gìn là bà đẻ bình thường đấy nhá. Đừng có chủ quan. Đẻ vào mắt đẻ vào gỗ ấy. Triệt sản lâu rồi thắt hết rồi. Ôi ấy. Đây trường hợp nó thắt. Rồi là vẫn lòi ra trứng cái này. Ủa lệ mẹ ớt. Nhìn ta thì than huyền. Nếu không chữa mà ăn tốt như thế này, mày nên đi khám bệnh đi em à. Có chế bị bệnh thì có. Người ta đang phê béo tốt thì để bảo người ta bị bệnh. Ngỡ mồm vớ vả vớ vẩn. Mày đừng có chủ quan nhá. Đầy đứa béo tốt như mày đi khám để thành ra ca đấy nhá. Lấy mẹ ăn mất con. Tao ăn bộ đảo ở đây rủa tao bị ca. Đùa, đánh ngồi vào mồm đi. Tao quý thì tao bảo mày vậy. Để cho nó cẩn thận.
hết cả người. Không phải là chị em mà không quý thì việc gì ta phải nói. Mày cứ hay chủ quan. Mà này, em nghe Phong Thanh nói là chế thì nói với mấy cái con vớ vẩn kia là em cặp với cái thằng Tây. Mà ai nói với chế mà chế biết đấy. Tao kể đâu, tao nghe mấy đứa nó nói nhưng tao biết cái gì đâu. Quán này là chẳng bao giờ đưa chuyện với buôn chuyện cả. Này, không phải thì thôi. Chỗ chị em nói với nhau không có cặp kè gì đâu, yêu đương cho nó vui thôi. Cặp kè cái gì, lấy cái gì. Này, tao còn nghe bảo nha, thằng Tây đấy nó còn cho nhà mày 500 tỷ. Nhưng tao nghĩ nó lấy đâu ra mà cho 500 tỷ. Mồi đúng là cái mồi bẩn. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã không, lắm tiền là mấy mà nó cho thì tí ở đâu ra. Đã bảo rồi, yêu cho nó vui, kiếm của nó vài đồng để tiêu cho nó sướng. Lấy đâu ra mà cho nhiều như thế. Thì tốt nhất bà cứ cẩn thận. Bây giờ bọn nó lừa trên mạng đầy, đặc biệt mấy cái thằng Tây ngố vớ vẩn ấy, nó lừa đầy rồi bà mà chủ quan à. Thế này mà bảo không chửa. Cái này mà không chửa thì cứ chặt đầu tao đi. Kiểu gì cũng chửa. Còn nghĩ thế thì tao có gì nữa. Ôi giời. Ôi bà cố lên, lên. Hai con kia nhanh nhanh đi, tao còn mượn xe thì phải chip ấy. Nhanh lên đi. Ôi, con mắt chị đi rồi. Ôi, hai cái con rồ này chúng mày bị bỏng mô à? Hay là khách nó đánh mà vào đấy cứ toang toác cái mồm nữa à? Uống nước gì? Con mất chị Mỹ rồi. Đi đi nhá. Mất chị Mỹ là thế nào? Ôi, con Mỹ nó lấy chồng về bên Tây rồi á? Không mà, nhưng mà mất chị ấy rồi. Mất là như nào? Đêm hôm qua chị bị đau bụng. Thế là con phải đưa chị ấy đi, phải gọi xe đưa chị đi xe cấp cứu. Có anh Thành trực ở đấy, mà nghe nói là tình hình căng lắm không ạ? Thế con Mỹ là ung thư thật à? Con nghe nói là ung thư giai đoạn cuối, anh Thành mà đang đưa chị ấy về rồi. Ôi dồi, thôi chết rồi, con Mỹ ung thư giai đoạn cuối á? Thế tao bảo nó rồi mà nó còn chủ quan. Tổ sư phụ nhà nó, cái con ngu này. Tao bảo phải đi khám định kỳ đi thì bà này không khám. Thế là con người gọi ra đây để báo cho ngu biết luôn đấy chứ mà. Thế à? Thế là bà, đúng rồi, con Mi ơi à? Con Mi ơi là Mi ơi. Hôm qua mày sống nhân gian, hôm nay mày đã thiên thăng hai rồi Mi ơi. Ôi Mi ơi, mọi ngày mày vẫn chửi tao, hôm nay mày biến nơi nào Mi ơi. Thế con đi mồm nó tông toát vậy nhưng mà nó được cái tâm đấy. Thế không ngờ bây giờ nó chết rồi, tự nhiên cái quán này vắng tanh này buồn đấy nhá. Thế là từ nay ai trợ lương cho bọn con à? Tao biết ai chạy rơ cho con, ai sắp mới cho chúng con. Tao cũng buồn bằng chín chúng mày thế này. Mọi ngày nó ra đây nó còn chém chà, nó chửi tao như hạt hay ấy. Thế bây giờ nó chết rồi tao còn không biết đôi co với đứa nào. Bên này ôi giời ơi. Nhưng mà U ơi à. Đã chết đâu có sao. Chúng mày vừa bảo là đưa về nhà rồi còn gì. Nhưng mà về nhà giữ nó oxy xong mày chết. Thì cứ khóc trước đi chứ. Bây giờ nó quen với tao mày đi. Khóc trước đi rồi về nó chết thì khóc còn nói làm gì. Ôi Mi ơi là Mi ơi, mày chết thì béo à Mi ơi. Cổ sư bố mày. Tao bảo mày giảm cân đi, mày không giảm cân Mi ơi. Thế chúng mày uống nước đá hay là uống nước chanh nó con thôi. Ai chả đi đâu. Ở đây nghe này nhá. Thôi chúng mày khóc làm cái gì. Bây giờ chuẩn bị này, dọn quán rồi là tao với chúng mày đi về đấy xem là giúp đỡ được nó cái gì. Đứa nào là tắm cho nó, đứa chuyện gì. Hai đứa chúng mày kể ta, tao biết gì đâu. Xưa nay là tao có bao giờ buồn chuyện không chết gì đâu. Kinh rồi, tôi đang béo khỏe như này mà chú ẻo bảo tôi ca chết xong rồi ngồi đây để tránh. Tao chả tin, tao bảo làm sao nó chết được. Nó khỏe như thế. Thế cái này là ai nói ra, ai nói? Anh Thành như bảo là thằng Thành cái này, thằng Hùng. Thằng Thành chip với lại thằng Hùng Lê. Nó bảo là mày ca giai đoạn cuối nó đưa bảo... về nhà rút oxy là đi. Nó bảo với chế nói với hai con kia đúng không? Thế là không, tao chả bảo, tao nghe chúng nó nói thế thì tao biết thế. Thế tóm lại bây giờ nhá, có chế là người lớn tuổi ở đây với hai con Thanh con kia, ai là người coi là tung cái tim này là tôi bị ca chết? Chắc chắn là không phải là tao, bởi vì tao bằng này tuổi tao không trẻ con, mà tao ghét nhất cái chuyện là điêu toa đi buôn chuyện. Thôi thêm hỏi chế nhá, hôm đó chế nói gì về cái vụ của thằng Hùng?
Tao nói cái thằng Thành là cùng với thằng Hùng chung một cái con máy bay bà già 63 tuổi. Xong tao kể với mọi người chứ tao có biết gì đâu. Úi dồi, đấy. Có nghĩa là tất cả mọi cái chuyện trên đời này từ hôm nọ này liên quan đến em là từ cái mồm chế mà ra nhé. Sao giờ phải chế giả mà chế này thì đốc chứng thế nhỉ? Giờ thói xấu buôn chuyện sao lại hóng hót thế thì chán thật đi. Tao chả buôn, người ta kể với tao, tao đi kể lại chứ không phải là buôn. Xong chúng mày hỏi dò tao thì tao kể lại, chứ tao thích lắm mà. Khóa cái mồm này cho tôi nhờ nhá. Tóm lại bây giờ tôi đang vẫn sống khỏe bình thường chứ không có ca cùng của tôi, còn lâu tôi mới chết, hiểu chưa? Mày không chết mà tại bọn này là bọn buôn chuyện. Có bọn điều tra. Từ nay nhé, bỏ ngay cái thói phải là hóng hớt, mọc môi hay hớt, dày môi hay hờn đi nhá. Chứ trong còn nhà gì nữa. Chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Còn buôn chuyện nữa đấy. Ờ, toàn cái bọn buôn chuyện, mất lịch sự. Vớ vẩn. Quán là quán bán nước chứ không phải cái chỗ buôn chuyện đâu. Vớ vẩn. Tao phải biết là cái thái độ của những cái bọn đấy đấy. Rồi. Này, hôm nay chúng nó còn kể chuyện nhá. Là mày với thằng Hoàng Anh đi vào trong nhà nghỉ. Tao là tao nghe thấy tao bảo không có chuyện đấy đâu. Đấy. Hôm nay tao... Chế, em không thể chấp nhận để sắp chế sao lại liều tiểu thế nhỉ? Sao lại càng ngày càng già mà lại càng ngày đến... Uống nước đi, tao thưa uống đi. Bọn nó kể với tao biết gì đâu. Không phải tao đâu. Nó nói thế tưởng tượng được sao bây giờ càng già càng phải thay tính đổi nét hóng hớt thế chứ chứ để... gì?